Bài thứ nhất là mình sẽ học về đất và nước. Các bạn nghe người ta đọc ha. Geography is the study of Earth and its people. Earth is made up of both land and water. The largest land areas on Earth are the seven continents: North America, South America, Europe, Africa, Asia, Australia, and Antarctica. The five oceans are the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Southern Ocean, and the Arctic Ocean. Rồi, dừng tới đây. Geography, địa lý là cái một cái môn học về trái đất và những cái người người trên trái đất. Trái đất được làm bởi hai cái, đó là đất và nước. Và vùng đất mà lớn nhất trên trái đất thì có 7 cái vùng. Vùng đó là những vùng nào? Vùng North America, vùng Bắc Mỹ, vùng Nam Mỹ, vùng Europe, châu Âu, châu Phi, châu Á, châu Úc và năm cái đại dương là đại dương Thái Bình Dương, Atlantic Ocean, Ấn Độ Dương, Nam Bình Dương và Arctic Ocean. Đây mình lăn xuống cho các bạn thấy những cái năm 7 châu và 4 biển. Năm biển là những cái nào? Pacific Nam Đại, Atlantic, Southern Indian, Pacific và Arctic Ocean. North America, South America, Australia and Antarctica. Mình tiếp tục đọc về cái phần này. Landforms and bodies of water. Landforms and bodies of water. Each continent has a landform is the form or shape of part of the Earth's surface. Landforms include glaciers, mountains, hills, islands, and peninsulas. Glaciers are made up of ice and snow. Mountains are land masses that rise above the surrounding land. Hills are usually lower than mountains and have rounded tops. Islands are areas of land surrounded on all sides by water. Peninsulas are connected to a mainland and usually have water on only three sides. Cái đây là địa hình và thể nước. Mỗi cái continent đó có rất là nhiều cái địa hình khác nhau. Địa hình là cái hình hoặc là hình dáng của một bộ phận bề mặt của trái đất. Landform bao gồm glacier. Glacier là đá băng tuyết mà lâu năm đó, nó nằm trên núi đó. Rồi có núi, có đồi, có island, có đảo và có peninsula, có bán đảo peninsula. Glacier được giải thích là bao gồm cả đá và tuyết. Mountain là cái khối đất mà nó mọc lên cao hơn những cái đất xung quanh nó, surrounding của nó. Và cái đồi là nó thấp hơn mountain mà nó có cái đỉnh đồi ấy, nó tròn, nó rounded. Island là một cái vùng và có nước bao quanh tất cả các phía. Peninsula, bán đảo, thì được connect với mainland. Mainland là cái đất vào trong vùng đất á, và thường có nước ở ba cạnh. Giờ mình tiếp tục. Bodies of water are different shapes and sizes too. On the map, find the five oceans. Oceans are Earth's largest bodies of salt water.
Lakes and rivers provide people with fresh water. The Great Lakes in the United States are the largest freshwater lakes in the world. These lakes include Lake Superior, Lake Michigan, Lake Huron, Lake Erie, and Lake Ontario. Hệ nước ở nhiều chỗ thì có cái hình dáng và kích cỡ khác nhau. Trên cái map này, tìm năm cái ocean và bạn thấy. Và ocean này, ocean đại dương là cái thể nước mà có chứa muối nhiều nhất trên trái đất. Cái hồ và sông thì cung cấp cho người nước sạch. Và cái hồ Great Lake, đại hồ ở nước Mỹ là cái hồ mà có lượng nước sạch lớn nhất trên thế giới. Và những cái hồ này bao gồm cái hồ Superior, hồ Michigan, hồ Huron, hồ Erie và hồ Ontario.